Xin chào, bạn đã từng thắc mắc AMS là gì, các tính năng và ứng dụng ra sao? Hãy cùng Netop tìm hiểu qua video này nhé. LMS là viết tắt của ba từ tiếng Anh Learning Management System, có nghĩa là hệ thống quản lý học tập. Xu hướng chuyển đổi số đã thúc đẩy AMS ra đời nhằm mục đích triển khai số hóa cho quá trình đào tạo nhân sự tại các công ty, tổ chức. Cụ thể, giúp chuyển đổi từ đào tạo truyền thống tập trung sang các mô hình đào tạo kết hợp sử dụng các thiết bị điện tử. Sau đây, Netop sẽ chỉ ra ba chức năng chính của AMS. Thứ nhất, đó là quản lý các khóa học, như tạo, lưu trữ và phân phối các khóa học đến học viên. Thứ hai, đó là quản lý người dùng, bao gồm học viên, người hướng dẫn, admin, phân quyền truy cập cho các loại người dùng. Thứ ba, đó là theo dõi và báo cáo. AMS sẽ theo dõi được quá trình và kết quả học tập của người học để phục vụ công tác báo cáo, đánh giá hiệu quả đào tạo tại tổ chức. Netop hiện đang là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam của Turn AMS, một nền tảng AMS hàng đầu do tập đoàn Epignosis Mỹ sản xuất. Hiện có hơn 70.000 các công ty tổ chức trên toàn thế giới đang tin dùng Turn AMS. Đồng thời, Turn AMS cũng được tạp chí Forbes đánh giá là nền tảng AMS tốt nhất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với chi phí vô cùng hợp lý. Nếu doanh nghiệp bạn đang hoặc dự định triển khai chuyển đổi số trong việc đào tạo nhân sự, bạn cần một AMS hay cần số hóa tài liệu đào tạo sang e-learning, Netop rất sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ Netop qua email netopco@gmail.com hoặc hotline 0912 272725 nếu bạn cần nhé. Netop rất hy vọng video này đem lại giá trị cho bạn và rất cảm ơn bạn đã xem trọn vẹn video này.